Lolo, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube Kiên Fragrance. Nhân dịp năm mới thì mình rất là vui vẻ, háo hức, hân hoan, hồ hởi vì được gặp lại các bạn. Và nhân dịp năm mới thì cũng xin chúc các bạn có một năm mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều tiền bạc, hạnh phúc để có thể theo đuổi những cái đam mê, theo đuổi được tình yêu và có thể thành công trong mọi những cái mục tiêu, kế hoạch mà mình đặt ra. Và năm mới này thì cũng thông báo các bạn là cũng sẽ cố gắng có những chuyên mục mới, những cái video đi phỏng vấn. Bên cạnh đó cũng sẽ phát triển những cái nội dung cũ như là top những chai nước hoa mùa đông, những chai nước hoa mùa hè mà mình thấy rằng là nó phù hợp, và cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới về ngành hương, về những chai nước hoa mới ra mắt. Và chúng ta đã đồng hành với nhau 4 năm rồi. Ôi, cũng không nghĩ rằng là mình và các bạn có thể ngồi với nhau qua một cái màn hình điện thoại và một cái máy ảnh như thế này để nói chuyện với nhau nhiều đến như vậy, và trong 4 năm thì luôn luôn được sự ủng hộ của các bạn, nên là mình rất vui. Và trong năm vừa qua thì mình cũng gọi là hứa với các bạn một cái video mình vẫn chưa làm, nên là năm nay mình thấy rằng là nó rất phù hợp để thực hiện lời hứa cũ. Và đây cũng là một cái mùi hương mà mình thấy rằng nó rất phù hợp với những ngày đầu xuân để các bạn đi du xuân, các bạn mà gọi là tạo cho mình một cái nguồn năng lượng rực rỡ, tươi mới, rất là bùng nổ vào năm 2023. Đó chính là Eau Givrée của Terre Eau. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem tại sao mình lại nói như vậy nha. Ngó qua một chút về thiết kế nhá. Các bạn có thể thấy rằng là nếu như mà nhìn lướt qua như này, nó có sự khác biệt. Để tôi lướt qua em này cho các ông. Trời, khác không? Có, khác chứ. Thì các bạn có thể dễ dàng thấy những cái nét quen thuộc, đó là cái phần đáy của hai chai nước hoa này. Đó, nó đều có biểu tượng chữ H rất đặc trưng của cái sản phẩm, cái line Terre của nhà Hermes. Và cái phần nắp kim loại này cũng là cái nét đặc trưng này. Đấy, các ông dễ dàng nhìn thấy này. Nhưng ở đây có một sự khác biệt, đó là cái phần nắp này. Nó không phải là cái nắp để các bạn có thể xoay xuống như bên này nữa. Ui rồi, chết. Đây là nắp có thể rút ra mở vào. Cá nhân tôi thì tôi không thích cái nắp này. Tôi thích cái thiết kế nắp cũ hơn, tại vì nó đỡ bị mất nắp ấy. Nó chỉ cần xoáy lên thôi mà nhìn nó cũng khá là signature của cái line Terre Eau, đúng không? Và cái nắp này nếu như các bạn nhìn kỹ một điều nữa, đó là nó có những cái đường vân rất rõ rệt ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy đường xước không? Nhưng khi các bạn sờ vào thì cái lớp vân này nó ẩn ở trong, và các bạn không thấy có cảm giác gì là có kiểu gợn tay cả. Đấy là cũng là một cái điều đặc biệt mà ít người sẽ để ý tới. Và ngoài ra thì cái phần lưng của cái Eau Givrée này, nó là một cái lớp phủ mờ, nó như kiểu là một cái lớp xương băng ở trên cái lớp kính của ô tô vào những ngày lạnh vậy. Thì giải thích một xíu, đó là Eau Givrée, cái tên của nó khi dịch ra tiếng Việt từ tiếng Pháp đó chính là nước đóng băng. Và chắc chắn rồi, đây sẽ là một cái mùi hương rất bùng nổ luôn. Bùng nổ như thế nào á? Chỉ cần khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thôi, các bạn sẽ thấy rằng nó có phần khá khác biệt so với cái phiên bản Terre d'Hermès cũ mà mình đang cầm ở đây. Đây là phiên bản EDT. Và em này thì khi các bạn xịt ra một phát thôi, không, tôi nghĩ là các bạn chỉ cần ngửi đầu vòi đi. Nếu như các bạn mua những cái chai cũ hoặc là những cái chai chết, các bạn chỉ cần ngửi đầu vòi thôi. Còn ra trung tâm thương mại thử, các bạn ngửi đầu vòi, các bạn thấy một cái nét xanh, đắng và chua rất rõ rệt. Các bạn có thể liên tưởng tới ngay những cái quả mà nó ăn mà nó có cảm giác chua. Thậm chí là nếu như ngửi lâu cái đầu vòi con Eau Givrée này, các bạn lại có cảm giác kiểu chảy nước miếng ở trong khoang miệng. Nó giống như kiểu ăn xoài xanh. Và nếu như ngửi lâu nữa thì các bạn thấy là thậm chí còn kiểu hơi tê tê lưỡi vậy. Đấy là những cái phản ứng giác quan của con người rất bình thường khi mà các bạn ngửi những cái mùi Eau Givrée của Terre Eau này. Và tiếp theo thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, mình mới xịt được khoảng tầm 10 phút thì các bạn nhận thấy cái mùi rất là juicy, rất là tươi mới, rất là rực rỡ và mọng nước. Nó như kiểu là ai đó đang gọt một cái quả bưởi, và cái phần vỏ bưởi xanh cũng như cái phần cùi trắng, và người ta cầm cái phần vỏ lên, người ta bẻ đôi nó ra thì những cái tinh dầu nó sẽ bắn hết ra xung quanh và kiểu bay cả lên mũi của bạn. Các bạn có thể ngửi thấy nó rất là kiểu nhiều năng lượng và rất là kiểu tươi rói rói luôn ấy, nhiều nước ấy, kiểu ngửi rực rỡ luôn. Và kiểu các bạn chỉ biết dụi mũi vì nó quá là mạnh mẽ. Đấy là cái điều khác biệt của Eau Givrée so với cái phiên bản này. Phiên bản này thì nhiều tiêu hơn, nhưng mà phiên bản này nhiều citrus và xanh đáng hơn rất nhiều. Và nếu như mình không nói các bạn điều này thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến quả bưởi của Việt Nam. Nhưng mà Eau Givrée trong bảng thành phần nó lại là quả yuzu, và dịch ra tiếng Việt nó là quả du dự. Mình cũng đã có chia sẻ về quả yuzu này ở trên một cái video nào đó về chai nước hoa mùa hè, mình không nhớ lắm, trong năm trước. Và cái quả yuzu này ấy, nó có một cái điều rất đặc biệt, đó là các bạn chỉ cần cầm cái quả ấy về, các bạn đặt ở trong những cái phòng tầm 8 đến 10 mét vuông như kiểu nhà mình ấy, thì chắc chắn là mùi nó sẽ tỏa thơm ngát hết cả phòng, các bạn không cần bổ ra. Nhưng mà cái này nếu mà quả đấy, nếu mà các bạn bổ ra các bạn ăn ấy, thì chắc chắn là nó sẽ rất là kinh khủng, mùi nó rất là mạnh. Và cái quả đấy thì phải bằng những cái cách điều chế khác nhau thì người ta mới có thể lấy được tinh dầu, cũng như là sử dụng ở trong cái việc là cái phần vỏ nó được làm để tăng cái mùi vị cho những đồ uống cocktail. Này, bạn nào đi uống cocktail thì chắc chắn thấy là thỉnh thoảng người ta dùng những cái vỏ cam hay là vỏ yuzu, người ta vắt nha, người ta bày lên ấy. Đấy là những cái mà sử dụng khi mà về quả yuzu này. Còn không thì các bạn dễ hình dung, thì các bạn cứ hình dung qua cái mùi vỏ quả bưởi thôi là rất là dễ. Thêm một cái điều nữa đó là em này, cái phần top note ấy, các bạn có thể dễ dàng hình dung tới D&G Light Blue Forever hay Italian Love. Nhưng mà ở đây nó là siêu chân thực, chứ nó không phải là kiểu người kiểu thoáng qua hay là kiểu ai đó bảo với bạn là như vậy. Còn với em này mình thấy rằng là cái độ chân thực của quả bưởi nó sẽ kiểu lên đến đỉnh chóp luôn. Nó khác biệt hoàn toàn so với Light Blue, Italian Love hay là kiểu Light Blue Forever. Tí nữa tôi sẽ nói một đoạn phân tích một xíu em này so với những em đó. Và sau đó thì mùi hương này dry down ở trên da. Các bạn thấy cái nét xanh, cái nét đắng nó sẽ mềm mại hơn, nó được cân bằng hơn. Và rồi các bạn thấy vetiver xuất hiện. Vetiver ở đây nó chỉ làm cho cái mùi hương có độ khô và nó gia tăng cái độ lưu hương của trái nước hoa này. Và nó làm cho cái mùi hương trở nên khỏe khoắn hơn, nam tính hơn, đúng như những gì mà cái line Terre này làm được từ cái phiên bản Terre Emet, EDT, Parfum, Vetiver rồi đến những cái phiên bản này. Đó, và mùi hương này nó thật là đi chơi đầu năm mà xịt, kiểu các bạn di chuyển ngoài trời nhiều để đi chùa chiền hay là kiểu đi du xuân với công ty thì phải nói là đỉnh luôn. Vậy thì một cái mùi hương lại có cái xu hướng tươi mát, bùng nổ và mạnh mẽ đến như vậy, thì cái độ lưu hương và cái độ quả của nó như thế nào? Mình có thể đảm bảo với các bạn rằng khi các bạn vừa mới xịt ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tất cả những người xung quanh các bạn trong tầm 1 cánh tay luôn luôn ngửi được mùi hương của các bạn. Đây là mình đã có trải nghiệm khi mà mình mang cái mùi hương này vào thành phố Hồ Chí Minh trong cuối năm vừa rồi. Mình có đi làm việc cùng với bạn mình tại Phúc Long. Các bạn biết là cái bàn Phúc Long nó cũng khá là to ấy, ngồi đối diện nhau nhưng mà bạn mình vẫn luôn ngửi thấy cái mùi hương này. Em này thì nếu mà thời tiết nóng thì các bạn nhận thấy là cái cỏ hương bài nó lên khá là rõ. Còn với thời tiết lạnh thì nó sẽ gọi là chìm hơn một xíu, và nó cũng sẽ phù hợp vào cái phụ thuộc vào cái nhiệt độ ở ngoài trời khá là nhiều. Còn về cái độ lưu thì cái này mình cũng thấy nhiều bạn phản ánh, đó là trên da các bạn được khoảng tầm 4 tiếng là mùi nó khá là kém rồi. Nhưng mà cái này, mùi hương này trên da mình, dù mình trải nghiệm giữa cái trời lạnh và trời kiểu se cũng như là vào những cái trời nóng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì nó luôn luôn ở trên da mình được tầm 6 tiếng đồng hồ. Đấy là điều mình đảm bảo luôn, mình khẳng định với các bạn là như vậy. Nhưng mà có một cái điều lưu ý nho nhỏ ở cái phần độ lưu hương và độ quả này, đó là cái mùi hương ấy sau khoảng tầm 1 tiếng thì tự nhiên nó bị tụt xuống, có nghĩa là mùi hương nó chỉ còn lại ở trên da, kiểu cái độ quả nó rất là hạn chế, nó khác biệt hoàn toàn so với 1 tiếng khi mà các bạn vừa mới xịt ra. Thì đấy là một cái điều mình cảm thấy là nó hơi hụt hẫng một tí. Nhưng mà mình thì không quan trọng lắm về cái độ tỏa, về mùi hương, thậm chí là mình còn thích những cái mùi hương có độ tỏa nó bức vừa phải thôi. Con này lúc mới xịt ra trong vòng 1 tiếng mình thấy là nó tỏa kiểu tốt quá ấy. Nên là mình cũng hơi e dè nếu mà xịt vào những ngày ở trong nắng nóng ở thành phố Hồ Chí Minh hay là giữa cao điểm của mùa hè Hà Nội. Về cái phần phong cách của em nó thì tôi nói thật là các ông chỉ cần xem cái chai lờ giữa con Terre Emet này và con Eau Givrée, 2 con. Nếu mà như ở Terre Emet nó là một cái hình ảnh một người đàn ông tóc có phần hơi dài kiểu lãng tử, rồi cởi trần, xong rồi trông rất là bụi bặm, phong trần, bão cát, sa mạc. Và ở đoạn cuối cái video về con Terre này thì thậm chí là nó còn có những cái màu kiểu đỏ rực, nó thể hiện một cái sự nam tính rất là mạnh mẽ, rắn giỏi. thì ở với con Eau Givrée này nó lại là một cái mảnh đất nó đã phủ băng, nhưng mà bên cạnh đó thì người đàn ông này cũng đã mặc áo rồi, biết lạnh rồi, chứ không phải như em kia là cởi trần nữa. Nhưng mà mùi hương ở đây thì nó lại có xu hướng kiểu nó tươi mới, nó kiểu rực tràn năng lượng nhiều hơn. Các bạn sẽ nhận thấy rằng là cái người đàn ông này cũng như là những cái hình ảnh đi kèm nó cũng kiểu chuẩn bị cho một cái sự đâm chồi kiểu nảy nở dành cho mùa sau khi tan băng. Thì cái mùi hương này mình nghĩ là phù hợp để đi chơi vào mùa xuân, rất là hợp lý. Còn về phong cách thì các ông cứ nhìn cái định hình, cái phong cách qua cái video mà tôi vừa mới chám vào là các ông có thể hoàn toàn hiểu là phong cách của hai cái mùi hương này như thế nào. Đó mại là vẫn dẫn là nam tính, có nét hơi cổ điển, nhưng mà ở cái phiên bản Eau Givrée này thì có phần trẻ trung hơn và dễ xài hơn nhiều. Còn đương nhiên thì hai con đều có thể xài được mùa hè, nhưng mà bạn muốn cái sự trẻ trung thì bạn mua em này, và sự mát mẻ hơn, gọi là dễ chịu hơn thì các bạn mua Eau Givrée thôi. Vậy thì bây giờ mới là cái quan trọng này, đó là so nó với hai phiên bản này thì chúng ta mua phiên bản nào. Đối với mình, Eau Givrée chúng ta sẽ lựa chọn phù hợp, nịnh mũi hơn, đặc biệt là thời tiết mùa hè. Nó không bị quá là khó ngửi như em này, con này còn có tiêu, nên là ban đầu nó sẽ cảm giác hơi nồng nàn, cũng như là vetiver làm chủ đạo về sau, nên là nó có xu hướng trưởng thành hơn so với cái phiên bản này. Mặc dù cũng cá nhân mình thì mình thấy là chắc là chênh nhau khoảng tầm 3 tuổi thôi. Nhưng mà với mình thì mùa hè thì mình sẽ thuần em này. Còn nếu mà những cái buổi nào mình cần mặc sơ mi để đi vào những buổi tối mùa hè, cần một cái sự trưởng thành vẫn rất là nam tính kiểu bụi bặm một tí, thì Terre D'Hermès lại hợp lý hơn. Còn với em này, so với những em như là D&G Light Blue Forever và Italian Love, thì mình nói thật là cái nét bưởi con này nó làm rất chân thật. Yuzu ở trong này nó xử lý cảm giác rất chân thật luôn, và làm mình nghĩ tới ngay một quả bưởi luôn, trước mặt luôn, đang bóc ra. Còn đối với Italian Love thì là mình thấy là nó cân bằng hơn so với Forever. Nhưng mà nhiều con Forever các bạn bảo là lên mùi hôi nách, thế nọ thế kia, đấy là sự thật với nhau. Thì mình nói thật là con Eau Givrée này nó có thể xứng đáng rằng là mình gạt hai con kia sang một bên. Với cá nhân mình là fan của MS, đặc biệt là perfumer của mùi hương này, cũng là một những người mà mình rất thần tượng nữa. Nên là nói thật là Light Blue Forever mình bây giờ nó không có cửa sau khi mình được thử Eau Givrée. Phải nói rằng là nó quá tuyệt vời. Eau Givrée chắc chắn là một trong những chai nước hoa mình sẽ còn nhắc tới khá nhiều ở trong kênh của mình trong năm 2023 nữa cơ. Lít nước hoa mùa hè không thể thiếu Eau Givrée được. Và nếu như mà các bạn còn đang quan tâm thì các bạn hãy có thể thử trải nghiệm. Mình chỉ lo một điều rằng có thể là ở cái khí hậu ở Việt Nam ấy thì mùi hương này ok, mình đánh giá như vậy, dễ ngửi hơn. Nhưng mà với ở trên thế giới thì chưa chắc nó đã được đánh giá cao, sợ tầm nó ra tầm 1-2 năm rồi nó lại đít thì cũng hơi phí, nó không được các bạn kịp trải nghiệm. Nên là nếu như các bạn có đang quan tâm thì các bạn hoàn toàn có thể thử trải nghiệm em nó. Và nếu như ai đã thử rồi thì rất mong các bạn có thể bình luận, chia sẻ cảm nhận ở phía dưới để mọi người có nhiều góc nhìn mới hơn và có dễ dàng lựa chọn trong cái việc là mua mùi hương mới. Và cuối cùng, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian năm mới để có thể tiếp tục theo dõi kênh của mình. Đặc biệt là em này, để đi du xuân, đi chảy hội, để ví dụ như là đi Bái Đính, đi Yên Tử vào những ngày đầu năm mà đôi khi giữa ngày nó hơi nắng nóng quá, thì các bạn hoàn toàn có thể xịt em này. Một mùi hương rất rực rỡ, tươi mới, căng tràn và rất nam tính. Eau Givrée của nhà Hermès trong line Terre. Đây là một chai nước hoa chấm điểm cực kỳ cao. Tuyệt vời. Và đừng quên like, share nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.